Good morning, everyone. Xin chào tất cả mọi người. Today is a day of joy, appreciation, and gratitude. Hôm nay là một ngày của niềm vui, của sự trân quý và lời tạ ơn, tri ân. We give thanks above all to Almighty God for the gift of Father Stephen's vocation. Trên hết, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa về món quà tặng hồng ân ân gọi của cha Stefano. And on behalf of all the friars of the Philippine province of Saint Teresa of Jesus, và thay mặt toàn thể các anh em trong tỉnh dòng Thánh Teresa Chúa Giêsu Philippines, I would like to express my sincerest gratitude to the people of Vietnam. Tôi muốn bày tỏ lòng tri ân chân thành nhất tới con người Việt Nam who have accompanied Father Stephen on his journey in Carmel. Những người đã đồng hành với cha Stefano trong hành trình ân gọi cách minh của mình. For today's celebration, I wish to thank His Excellency, the Most Reverend Joseph Nguyen Nam, Archbishop of Saigon. Và về buổi cử hành hôm nay, con muốn tri ân Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn. For finding the time to be with us. Let's give him a big hand, please. Và đã dành thời gian để hiện diện với chúng con. Chúng ta cùng vỗ tay tạ ơn Ngài. I would also like to thank our guest priests, the religious sisters and brothers. Tôi cũng muốn cảm ơn các cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ. The parishioners here in Cao Thái. Và anh chị em giáo dân tại giáo xứ Cao Thái này. The choir that sang so well. Và ca đoàn hát rất hay. The sacristans from the Scalabrinians. Và các thầy giúp lễ từ dòng truyền giáo Thánh Scalabrini. Our MC for today, the assistant parish priest. Và cha trưởng nghi giúp cho chúng con, cha phụ tá của giáo xứ Cao Thái. Our commentator who is now on his pastoral year. Và thầy dẫn lễ, thầy đang thực tập mục vụ tại giáo xứ. And I'm sure Father Stephen would like to thank his family for all the love and support they have given him all these years. Và tôi chắc chắn rằng cha Stefano muốn nói lời tri ân tới gia đình của Ngài vì trong những năm vừa qua, vì tình yêu và sự nâng đỡ của gia đình dành cho Ngài. Let's give his parents a big hand, please. Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng ông bà cố. Of course, we'd also like to thank our own OCD nuns for nurturing his vocation. Let's give them a big hand, please. Và dĩ nhiên chúng ta dâng lời cảm ơn các chị đàn nữ cách minh chân thành đã nuôi dưỡng ơn gọi của cha Stefano. Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng quý chị. And his very own uncle for introducing the young Stephen to Carmel, Father Peter Votakhan. Let's give him a big hand, please. Với người cậu của mình là cha Phêrô Votakhan, cha đã dẫn đưa cậu bé Stefano vào dòng cách minh. Rest assured of my prayers for all of you, all your loved ones, and the Vietnamese church. Tôi đảm bảo với anh chị em, tôi luôn cầu nguyện cho anh chị em, những người thân yêu của anh chị em và đặc biệt giáo hội tại Việt Nam. That God may bless you all. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. And that the Lord may be glorified in everything that we do. Và nguyện xin cho Chúa được vinh danh trong tất cả những gì chúng ta thực hiện. As we strive to serve Him. Khi chúng ta nỗ lực để phục vụ Ngài. And His people. Và dân của Ngài. Again, I say from the bottom of my heart. Một lần nữa từ tận đáy lòng của tôi muốn nói lời. Thank you very much and God bless you all. Cảm ơn tất cả và xin Chúa chúc lành cho tất cả. Come on, Vat Nhu. Bao nhiêu lời tốt đẹp thì cha giám tỉnh nói hết rồi. Hợp ý với cha giám tỉnh, với tất cả mọi người để chúc mừng tỉnh dòng, chúc mừng cộng đoàn đan viện tại đây,
chúc mừng cha mới, chúc mừng ông bà cố và chúc mừng tất cả mọi người. Ước gì thì buổi lễ ngày hôm nay sẽ để lại dấu ấn lâu dài cho chúng ta. Lúc nãy thì cha giám tỉnh có chúc mừng cả đoàn tính vỗ tay mà không thấy ai vỗ theo cả, cho nên là hơi buồn. Đó. Thì bây giờ mọi người cho cả đoàn tràng pháo tay đi. Và tôi nghĩ có là điều đặc biệt của thánh lễ ngày hôm nay. Thánh lễ phong chức này thì anh chị em tham dự nhiều rồi, online các thứ trực tiếp nhiều lắm rồi, bầu khí đến đây nhiều, nhưng mà hát lễ theo cái cung cách của đan viện thì có lẽ hôm nay ở đây mới có, tạo nên cái nét đặc trưng cho cái tu đức, cho cái đời sống phụng vụ của đan viện tại nơi đây. Ước gì chúng ta cũng được dần dần quen với cái đời sống cầu nguyện thâm trầm, không ồn ào, hát nhưng mà không có ồn ào, hát trong sự thánh thiện, trong sự trầm lắng, cầu nguyện cũng vậy, đến đây cầu nguyện cũng là trong sự trầm lắng phù hợp với đan viện, và đó là điều mà chúng ta rất là cần trong cái xã hội ồn ào ngày hôm nay, để chúng ta rất là cần tới một cái sự thinh lặng, đời sống nội tâm sâu xa. Ước gì cha mới đây được phụ trách vào trong việc phụ tá cho việc trung tâm đào tạo thì cũng sẽ phát huy tinh thần đó cho các người mà mình phục vụ, và cũng để phục vụ cho cái đời sống cầu nguyện phục vụ tại Việt Nam của chúng ta. Thôi tôi xin vắn tắt thôi, tôi xin chúc mừng tất cả mọi người đã tham dự ngày hôm nay và cầu chúc cho cha mới được dồi dào Chúa Thánh Thần. Lúc nãy tôi đặt tay tôi ấn cũng hơi lâu hơn những người khác bởi vì hôm nay có một người thôi, chứ nó lâu hơn, hy vọng Thánh Thần xuống nhiều hơn.